Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Điểm tin an ninh trật tự trong tuần của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin được phát trên website plo.vn, đồng thời được phát trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay, ngày 5 tháng 10 năm 2024, sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bắt Phó Chủ tịch huyện Hưng Hà, Thái Bình. Giải cứu cháu bé 5 tuổi bị người bệnh tâm thần khống chế. Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cảnh báo tội phạm lừa đảo qua điện thoại. Nghi phạm ném bom xăng vào chi nhánh ngân hàng bị bắt. Truy bắt hai người nước ngoài lừa đảo trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh thành. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Tối ngày 3 tháng 10, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở đối với ông Vũ Văn Hạnh, 54 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Việc khởi tố bắt ông Hạnh là diễn biến mới nhất xung quanh những vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại xã Hồng An mà cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hà xác minh, điều tra thời gian qua. Trước đó, cơ quan công an đã bắt hàng loạt lãnh đạo, các phòng, ban, xã, trong đó có ông Nguyễn Xuân Dương, 58 tuổi, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà. Kết quả điều tra xác định năm 2019, năm 2020, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện trái các quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong việc thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm trên đất chuyên trồng lúa nước, chưa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với 6.494,9 m² đất giao trái thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng. Việc này đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 273 triệu đồng. Ngoài ra, các bị can này còn tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở không đúng đối tượng sử dụng là 2.880,2 m² đất giao trái thẩm quyền, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Công an huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ vừa giải cứu cháu bé 5 tuổi bị người bệnh tâm thần khống chế bằng dao. Sự việc xảy ra lúc 7 giờ 30 phút sáng nay tại xã Xuân Án, trong nhà riêng một bệnh nhân tâm thần thuộc diện điều trị tại nhà. Theo tin từ công an, bệnh nhân tâm thần Nguyễn Văn S, 33 tuổi, đã bất ngờ dùng dao kề vào cổ, khống chế, đánh đập cháu M, 5 tuổi. Khi hàng xóm phản ứng thì người này đưa cháu bé lên tầng 2, đóng cửa cố thủ. Sự việc nghiêm trọng được công an Hạ Hòa báo cáo lên cấp trên, đồng thời điều động 30 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Một tổ giải cứu vào tầng 1 theo cầu thang lên tiếp cận căn phòng, tổ còn lại sử dụng thang từ bên ngoài leo lên tầng 2. Đến khoảng 9 giờ, thời cơ thuận lợi, hai hướng đồng loạt phá cửa xông vào, khống chế Nguyễn Văn S và tước con dao dài 40cm trên tay người này, giải cứu cháu M an toàn. Chiều ngày 3 tháng 10, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hồi gần cuối tháng 9, Công an thành phố đã ghi nhận một số vụ việc mạo danh thanh tra Sở Y tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Thượng tá Hà, tội phạm lừa đảo qua mạng luôn có những thủ đoạn mới để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đòi hỏi cơ quan, tổ chức, cá nhân luôn đề cao cảnh giác, nắm vững quy trình làm việc của cơ quan chức năng. Các thông tin liên hệ thông qua mạng cần được kiểm chứng qua kênh thông tin chính thống và cá nhân có trách nhiệm. Thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, hơn 50% các vụ lừa đảo sử dụng không gian mạng. Phần lớn hoạt động có tổ chức nhưng chỉ liên lạc, móc nối qua không gian mạng, không có tiếp xúc, trao đổi trực tiếp. Các cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại, chỉ thông báo qua điện thoại sau khi đã có buổi làm việc ban đầu. Thượng tá Hà nói và đề nghị người dân nên thận trọng rà soát các thông tin. Từ đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân luôn cảnh giác khi nhận được cuộc gọi mà người gọi tự xưng là công an, các cơ quan nhà nước, tư pháp, tố tụng để thông báo, mời làm việc, yêu cầu điều tra, giải quyết vụ án qua điện thoại. Ngày 3 tháng 10, Chỉ huy Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên xác nhận đã bắt được nghi phạm ném bom xăng vào trụ sở một chi nhánh ngân hàng.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Sông Cầu đang lấy lời khai, làm rõ động cơ của nghi phạm. Danh tính người này chưa được công bố. Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần sọt, áo trắng ngắn tay, đội mũ lưỡi trai đen chạy xe máy đến trước cửa một chi nhánh ngân hàng ở phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu. Khi đến nơi, người này lấy ra chai nhựa nghi chứa xăng bên trong rồi châm lửa ném vào phía trước cửa chi nhánh ngân hàng. Chưa dừng lại, người này tiếp tục lấy thêm hai chai khác châm lửa ném về phía cửa chi nhánh ngân hàng. Sau khi một chai nhựa ném trúng cửa gây cháy, người này lái xe bỏ đi. Phát hiện sự việc, bảo vệ chi nhánh ngân hàng và một số người xung quanh tiến hành dập lửa. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng hư hỏng nhẹ trụ ATM. Ngoài vụ trên, cơ quan công an còn phát hiện hai vụ phóng hỏa khác xảy ra ở hai chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thị xã Sông Cầu cùng phương thức tương tự. Hai vụ này không gây thiệt hại về người, một số tài sản bị hư hỏng. Chiều ngày 1 tháng 10, một nguồn tin xác nhận với BLO, 5 cán bộ nhân viên công tác tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh khởi tố để điều tra về tội nhận hối lộ. 5 người bị cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi tố gồm: bà Huỳnh Thị Huệ Trân, tổ trưởng tổ đăng ký và cấp giấy chứng nhận; 4 nhân viên là ông Nguyễn Ngọc Thanh Minh, bà Lê Thị Kim Vàng, Hoàng Thị Thuận, Trần Thị Kim Minh. Trước đó tại riêng thành phố Bà Rịa, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội môi giới, hối lộ với một số cá nhân. Trong đó có Nguyễn Quang Tú, cán bộ văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa, bà Phạm Thị Kim Loan, công tác tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa. Riêng Tú bước đầu điều tra cho thấy đã nhận của một người tên Nguyễn Đại Ngân số tiền 43 tỷ đồng để chi cho những người có trách nhiệm, quyền hạn nhằm làm nhanh các hồ sơ khai thác cát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, hợp lý hóa thủ tục đất đai để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng có lợi cho Ngân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định. Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin thời gian qua tại một số tỉnh thành trong cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo, trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, cơ quan này đã xác định được hai người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra trên địa bàn. Điển hình ngày 26 tháng 9 tại xã Tân Phúc, huyện Nông Cống đã xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Công an xác định thủ phạm gây ra vụ trộm cắp là hai người nước ngoài. Qua tài liệu điều tra, những người này sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã thuê ô tô hoặc xe máy và chia 2-3 người trong một nhóm đến các tỉnh thành để gây án. Thủ đoạn của những người này là lợi dụng điểm bán hàng hoặc các điểm dịch vụ đổi tiền có ít người quản lý, giả vờ vào mua hàng hoặc đổi tiền, sau đó tạo các tình huống khiến bị hại phân tâm, mất cảnh giác để lấy đi tài sản, chủ yếu là tiền mặt. Theo công an Thanh Hóa, hai người này là nam giới, người quốc tịch Iran, đội mũ bảo hiểm màu đen hình thức dạng nữ trai, thường sử dụng xe máy Airblade màu đen, sọc xám, biển số đã bị làm mờ hoặc che bằng túi ni lông màu đen. Ngày 1 tháng 10, nam thanh niên chém chết một người đàn ông tại phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bị bắt sau gần 2 ngày lẩn trốn. Cụ thể, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Cứ Mi Bó, 19 tuổi, thường trú tại Hà Giang khi người này đang lẩn trốn tại xã Hưng Hòa, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Cứ Mi Bó được xác định là hung thủ dùng hung khí sát hại người đàn ông sau khi ăn nhậu tại phòng trọ thuộc phường Uyên Hưng. Cụ thể, chiều nay 29 tháng 9, trong lúc ăn nhậu, Bó đã xảy ra mâu thuẫn với bạn nhậu và hai người lao vào đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, một người bạn đã đưa hung khí và Bó đã dùng hung khí tấn công, khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an thành phố Tân Uyên đã nhanh chóng tiến hành điều tra và truy bắt người gây án. Người bạn đồng phạm đưa hung khí cho Bó đã bị bắt ngay sau đó. Riêng Cứ Mi Bó đã bị các trinh sát bắt giữ sau 2 ngày lẩn trốn. Ngày 30 tháng 9, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ tài xế ô tô công nghệ bị chém. Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9, nam tài xế ô tô công nghệ chạy vào hẻm A6 đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để dừng chờ đón khách. Lúc này, một người đàn ông chạy xe máy chiều ngược đi đến và xảy ra cự cãi lớn tiếng với tài xế ô tô công nghệ về việc dừng trong hẻm. Đến điểm, người đàn ông nói, đường này của mày hay đường của ai? Thì tài xế trả lời, đường rộng anh cứ đi đi. Người đàn ông đi xe máy sau đó tới chỉ vào mặt, tát tài xế ô tô công nghệ rồi dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu đối phương.
xong người này chạy đi và nói, mày ở đây đợi 3 phút. Tuy nhiên nam tài xế đuổi theo, chụp nón bảo hiểm của người này rồi đánh ngược trở lại. Thấy hai bên đánh nhau to tiếng, người dân xung quanh đã can ngăn, tài xế ô tô công nghệ cũng làm dữ cho rằng tôi sai hay anh sai, nên người đàn ông lên xe máy rời đi. Sau 3 phút, người này được một người đàn ông khác chở tới, trên tay cầm mã tấu. Người đàn ông mở cửa xe ô tô, đâm chém nhiều nhát vào người tài xế ô tô công nghệ, nạn nhân mở cửa hông tháo chạy. Người dân xung quanh đã hô hoán có công an tới nên người đàn ông cầm mã tấu mới rời đi. Riêng tài xế bị thương khá nặng ở ngực và chân, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến chiều ngày 30 tháng 9, công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ và lấy lời khai để làm rõ vụ việc hai kẻ cướp giật điện thoại rồi dùng dao đâm 4 người dân bị thương. Hai kẻ cướp giật là Nguyễn Văn Đệ, 25 tuổi, quê Bạc Liêu và Lô Văn Phúc, 27 tuổi, quê Nghệ An. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 13 giờ cùng ngày, Đệ chạy xe máy chở Phúc ngồi phía sau. Khi đến đoạn đường Lê Thị Trung, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, hai kẻ cướp giật phát hiện một cô giáo đi trên xe máy có cầm điện thoại nên đã áp sát giật chiếc điện thoại. Sau khi giật được điện thoại, cả hai tăng ga bỏ chạy. Thấy vậy, người dân truy hô đuổi bắt. Khi chạy đến được khoảng 100m, cả hai bị người dân áp sát khống chế, khiến chiếc xe máy cùng hai người bị ngã xuống đường. Lúc này cả hai bỏ chạy bộ thì tiếp tục bị một số người dân truy bắt. Để tẩu thoát, Đệ và Phúc chống trả quyết liệt. Trên đường bỏ chạy, cả hai rút dao thủ sẵn trong người đâm loạn xạ, khiến 4 người dân bị thương. Nhưng chưa kịp tẩu thoát thì cả hai đều bị người dân khống chế bắt giữ. Sau đó cả hai được người dân bàn giao cho lực lượng công an. Ủy ban dân xã Iacala, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xe máy tông bò thả rồng giữa đêm khuya khiến một người tử vong. Thanh niên điều khiển xe máy tông trúng con bò thả rồng tử vong tại chỗ. Trước đó, khuya ngày 29 tháng 9, anh Bùi Quốc Tê chạy xe máy trên quốc lộ 19 hướng thị trấn Chư Ti, huyện Đức Cơ đi cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Lúc đến km 228 200 thuộc thôn Chư Bồ 2, xã Iacala thì xảy ra tai nạn, xe máy do anh Tê cầm lái tông thẳng vào đàn bò thả rồng đi qua đường. Cú va chạm mạnh khiến anh Tê tử vong, con bò bị tông cũng chết tại chỗ. Theo camera giám sát hành trình của ô tô chạy cùng chiều ghi lại được, thời điểm trên xe máy chạy với tốc độ rất nhanh. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Điểm tin an ninh trật tự tuần này. Bản tin sẽ được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Mời quý vị đón xem thông tin cập nhật hàng ngày trên website plo.vn và trên các nền tảng Facebook, YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc quý vị những ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại!